Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các dòng sản phẩm của dự án PCT Sky Park. Đầu tiên đó chính là căn hộ Standard, thứ hai là căn hộ Officetel và thứ ba là Shophouse. Với sản phẩm căn hộ Standard sẽ có gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tổng quan của căn hộ các bạn nha. Diện tích trung bình của căn hộ Standard từ 53,37m² đến 70,7m² và sẽ có từ 10 đến tầng 20 và từ tầng 22 đến tầng 40. Tổng số căn hộ Standard là 1.141 căn. Với tòa tháp Park 1 sẽ có 40 tầng, tòa tháp Park 2 có 20 tầng và tòa tháp Park 3 có 40 tầng. Với tòa tháp Park 1 thì sẽ có từ tầng 10 đến tầng 40, số căn hộ là 540 căn, diện tích từ 54,37 đến 70,7m². Và số căn 1 phòng ngủ cộng 1, 1 WC sẽ có 90 căn, số căn 2 phòng ngủ cộng 1 WC là 300 căn và số căn 2 phòng ngủ cộng 2 WC là 150 căn. Ở tòa tháp Park 2 thì sẽ từ tầng 10 đến tầng 20 và chúng ta sẽ có 121 căn, diện tích từ 54,45 đến 71,56m² và số căn 1 phòng ngủ cộng 1, 1 WC là 99 căn, số căn 2 phòng ngủ cộng 1 WC là 11 căn và số căn 2 phòng ngủ cộng 2 WC là 11 căn. Ở tòa tháp Park 3, từ tầng 10 đến tầng 40, số căn hộ là 480 căn, diện tích từ 54,74 đến 70,71m². Số căn 1 phòng ngủ cộng 1, 1 WC là 120 căn, số căn 2 phòng ngủ cộng 1 WC là 180 căn và số căn 2 phòng ngủ cộng 2 WC là 180 căn. Và đây là layout mặt bằng tổng thể của dự án. Từ layout thì các bạn có thể thấy được đó chính là vị trí của tòa tháp Park 1, Park 2 và Park 3. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với mặt bằng tầng 10 đến tầng 20. Tổng số căn hộ là 495 căn, tòa Park 1 là 198 căn, tòa Park 2 là 121 căn, tòa Park 3 là 176 căn, diện tích trung bình từ 54,67 đến 70,17m². Các anh chị chuyên viên kinh doanh có thể nhìn thấy màu nâu là căn hộ 1 phòng ngủ cộng 1, 1 WC. Màu cam là căn hộ 2 phòng ngủ 1 WC và màu xanh lá là 2 phòng ngủ 2 WC. Với mặt bằng từ tầng 22 đến tầng 40 sẽ có 646 căn nằm ở tòa tháp Park 1 và tòa tháp Park 3. Tòa Park 1 là 342 căn, tòa Park 3 là 304 căn, diện tích trung bình từ 54,37 đến 70,7m². Tiếp theo sẽ là dòng sản phẩm mà các anh chị đang mong chờ đây, đó chính là căn hộ 1 phòng ngủ cộng 1, 1 WC. Từ vị trí căn hộ điển hình của căn 1 phòng ngủ cộng 1, 1 WC, như trên sơ đồ anh chị có thể thấy tòa Park 1, Park 2 và Park 3. Với Park 1 thì chúng ta sẽ có 90 căn để bán, tòa Park 2 là 99 căn, tòa Park 3 là 120 căn và tổng số lượng là 309 căn. Mặt bằng căn hộ điển hình của căn 1 phòng ngủ cộng 1, 1 WC. Từ tầng 10 đến tầng 20 và từ tầng 22 đến tầng 40, diện tích tiêm tường là 53,4m² đến 55,9m². Diện tích thông thủy 49,6m² đến 51,4m² và diện tích phòng ngủ master khoảng 4m nhưng cho 2,9m, rất là lớn đúng không ạ? Với mẫu căn hộ 1 phòng ngủ cộng 1, 1 WC thì tổng thể căn hộ thiết kế vô cùng vuông vức và khá đẹp, không có điểm chết, được bố trí trên một đường thẳng, giúp cho gia chủ có thể bố trí nội thất trong nhà vô cùng dễ dàng. Thiết kế đa năng 1 phòng ngủ cộng 1 rất phù hợp cho vợ chồng trẻ, có thể tận dụng để làm phòng cho con nhỏ hoặc là phòng làm việc. Thiết kế WC thông minh tối ưu với 3 không gian tách biệt, đảm bảo ít nhất là 2 người sử dụng cùng một lúc và tách biệt WC và nhà tắm sẽ đảm bảo không gian luôn luôn khô thoáng và sạch sẽ. Đây là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường, căn hộ 1 phòng ngủ vừa có ban công vừa có lô gia. Rất nhiều căn hộ 1 phòng ngủ hiện nay thiếu lô gia, đây là điểm cộng cho sản phẩm. Lô gia rộng rãi, thoải mái, có không gian phơi đồ, bố trí chỗ đặt máy giặt và cục nóng, máy lạnh. Họ có thể làm nơi chứa đồ, giúp tiết kiệm không gian cho các phòng còn lại. Ban công chiều ngang rất rộng, giúp lấy ánh sáng và gió, làm thông thoáng cho cả căn nhà, giảm chi phí tiền điện. Cửa phòng ngủ được thiết kế kính, tránh trường hợp mở cửa, có thể nhìn trực diện từ phòng khách, phòng bếp vào, tạo sự riêng tư. Sau khi tìm hiểu căn 1 phòng ngủ cộng 1, 1 WC, chúng ta đã thấy được căn hộ của PCT Sky Park rất là tiềm năng đúng không nào? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm có diện tích lớn hơn, đó chính là căn hộ 2 phòng ngủ 1 WC tại PCT Sky Park.
Và đây là vị trí căn hộ điển hình của căn 2 phòng ngủ cộng 1 WC. Với tòa tháp Park 1 sẽ có đến 300 căn, tòa tháp Park 2 là 11 căn và tòa tháp Park 3 là 180 căn. Tổng số lượng sản phẩm của căn 2 phòng ngủ cộng 1 WC là 491 căn. Mặt bằng căn hộ điển hình căn 2 phòng ngủ 1 WC có gì? Trên đây anh chị có thể nhìn thấy diện tích tiêm tường của căn 2 phòng ngủ cộng 1 WC là từ 60m² đến khoảng 61,2m². Diện tích thông thủy từ 55,3m² đến khoảng 56,8m². Diện tích loggia khoảng 1m², 2,8m nhưng 0,4m. Diện tích phòng ngủ master khoảng 4m nhưng 2,9m. Diện tích phòng ngủ nhỏ khoảng 3,3m nhưng 2,5m. Về ưu điểm của căn 2 phòng ngủ 1 WC thì cũng khá là giống với căn hộ 1 phòng ngủ cộng 1 1 WC. Là tổng thể căn hộ thiết kế rất vuông vức và khá đẹp, không có điểm chết. Được bố trí trên một đường thẳng, vì vậy gia chủ có thể dễ dàng bố trí mọi nội thất trong nhà. Thiết kế WC thông minh, tối ưu với 3 không gian tách biệt, đảm bảo ít nhất là 2 người sử dụng cùng một lúc. Tách biệt WC và nhà tắm giúp đảm bảo không gian luôn luôn khô thoáng và sạch sẽ. Lan can giữa các loggia 1,4m tạo đối lưu không khí giúp nhà luôn thoáng mát. Như các bạn đã thấy, phòng ngủ master được trang bị cửa sổ siêu rộng, tận dụng được ánh sáng tự nhiên. Cửa sổ cùng view với ban công nên đây là một điểm cộng. Loggia thứ nhất được thiết kế là nơi đặt cục nóng máy lạnh, nhưng trang bị của cửa sổ thông với phòng ngủ master làm cho không gian phòng luôn luôn mát mẻ. Mở cửa đi vào là không gian bếp bên trái được bố trí trên một đường thẳng, tạo một cảm giác rất thoáng. Bên phải là tiện ích tủ để giày, tiện lợi. Hiện tại thì chủ đầu tư cũng đã xây dựng căn hộ mẫu rất là đẹp và sang trọng để giúp cho khách hàng có thể cảm nhận được mái ấm tương lai của mình. Sản phẩm tiếp theo dành cho gia đình có hai thế hệ và hoặc là gia đình chúng ta có con nhỏ sẽ rất là thích, đó chính là căn hộ 2 phòng ngủ 2 WC. Căn hộ điển hình của 2 phòng ngủ 2 WC ở tòa tháp Park 1 sẽ có 150 căn, tòa tháp Park 2 11 căn và tòa tháp Park 3 180 căn. Tổng số lượng căn 2 phòng ngủ 2 WC là 341 căn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với mặt bằng căn hộ điển hình của căn 2 phòng ngủ 2 WC. Diện tích tiêm tường từ 69,8m² đến 71,5m². Diện tích thông thủy từ 65,1m² đến 66,6m² và diện tích phòng ngủ master rất lớn, khoảng 4m nhưng 2,9m. Diện tích phòng ngủ nhỏ khoảng 3,3m nhưng 2,5m. Ưu điểm của căn 2 phòng ngủ 2 WC thì đã vượt trội hơn hai sản phẩm trước bởi vì với diện tích lớn hơn và tổng thể của sản phẩm thì lại thiết kế vuông vức khá đẹp, không có điểm chết, được bố trí trên một đường thẳng, giúp bố trí nội thất trong nhà rất là tiện lợi. Và do diện tích lớn nên chúng ta sẽ có hai khu vực WC riêng biệt, đảm bảo được công năng tối ưu giúp cho cả gia đình có thể cùng sử dụng và có một cuộc sống vô cùng thoải mái. Thêm một ưu điểm nữa của căn 2 phòng ngủ 2 WC đó chính là về điểm phong thủy. Vì sao chúng tôi lại nói điều này? Vì căn 2 phòng ngủ 2 WC có loggia liền với bếp nên giúp cho gia đình của chúng ta thuận tiện nấu nướng, đặc biệt sẽ hút hết mùi khi nấu ăn, tránh bay mùi trong nhà. WC chung được thiết kế phong thủy cửa không đối diện với cửa chính, như vậy sẽ tránh bước vào đã nhìn thấy WC. Phòng ngủ master được trang bị cửa sổ siêu rộng, tận dụng được ánh sáng tự nhiên và cửa sổ cùng view với ban công nên đây sẽ là một điểm cộng tuyệt vời của sản phẩm 2 phòng ngủ 2 WC. Ưu điểm tiếp theo của căn 2 phòng ngủ 2 WC là ban công siêu rộng 2,4m nhân cho 1,21m. Là khu vực riêng tư để chúng ta có thể thư giãn, đọc sách hoặc cà phê buổi sáng. Là nơi lý tưởng để gia chủ có thể tạo nên những khu vườn nhỏ hoặc là một nơi để tập thể dục. Dự án PCT sẽ bàn giao hoàn thiện nội thất cơ bản với những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường như sàn gỗ đến từ An Cường, New Sky, New Slide hay là gạch porcelain đến từ các thương hiệu của Villacera, Perpetto, Tacera. Trần thạch cao thì đến từ thương hiệu Vĩnh Tường hay là Kainap, Lê Trần. Với bàn giao về sơn sẽ là Chotun, ICI hay là Nippon Paint. Cửa sẽ là An Cường, Euro Window, American Door hay là Galaxy Door. Thiết bị vệ sinh là Toto, Rohi, Inussi, Lifestyle. Thiết bị điện là Paragon, Philips, Malacca hay là Hubler. Còn với Smart Home sẽ là thương hiệu HT Hyundai hay là Schneider Electric. Tủ bếp sẽ được bàn giao từ thương hiệu Malacca, Hubler, An Cường và còn rất nhiều thương hiệu lớn cùng phân khúc.
Căn hộ Standard được bàn giao nội thất hoàn thiện cơ bản, lát gạch, sơn tường, nội thất, trần thạch cao, lót sàn gỗ. Cửa chính được trang bị cửa chống cháy, khóa thông minh. Nhà vệ sinh được trang bị bồn cầu, lavabo, bộ sen tắm, thanh treo khăn, móc treo, giấy vệ sinh. Không gian bếp được trang bị cung cấp là tủ bếp trên, tủ bếp dưới, được trang bị bếp từ và quạt hút mùi. Đặc biệt là có lọc nước trung tâm tại vòi bếp. Bên cạnh đó thì căn hộ còn được cung cấp hệ thống điều hòa không khí cho phòng ngủ, phòng khách, bàn giao hệ thống Smart Home, điều khiển, giám sát các hệ thống qua app điện thoại, hệ thống cảm biến và đo thông số môi trường, camera quan sát phòng khách, điều khiển các thiết bị hồng ngoại. Với các dự án thông thường sẽ có căn hộ và shop house, nhưng đối với PCT Sky Park sẽ có thêm dòng sản phẩm, đó chính là Offitel dành cho giới văn phòng. Các anh chị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu tổng quan của Offitel. Thì số lượng khá là giới hạn, chỉ có 226 căn từ tầng 2 đến tầng 5, diện tích từ 28,79 đến 55,37 m2. Tiện ích sẽ có phòng họp, khu ăn uống chung và có sảnh lối đi riêng dành cho Offitel. Vậy có nghĩa là với căn hộ sẽ có sảnh và lối đi riêng dành cho căn hộ, Offitel sẽ có sảnh và lối đi riêng dành cho Offitel, vô cùng tiện lợi và riêng biệt. Đây là các tòa nhà của Offitel. Chúng ta sẽ có Park 1, này, Park 2 và Park 3. Với Park 1 sẽ có từ tầng 3 đến tầng 5 102 căn, diện tích từ 28,79 đến 55,37 m2. Tòa Park 2, các anh chị hãy nhớ nhé, chỉ có tầng 5 là 11 căn mà thôi, rất là giới hạn. Diện tích là 31,14 đến 54,48 m2. Tòa Park 3 thì từ tầng 3 đến tầng 5 có 113 căn, diện tích từ 32,52 đến 54,48 m2. Và đây sẽ là sơ đồ lối đi dành cho cư dân của căn hộ Offitel. Quý cư dân chỉ được gửi xe tại tầng hầm B1 hoặc B2, sau đó sẽ sử dụng thang máy dành riêng cho Offitel di chuyển lên tầng G. Và tại tầng G sẽ được lễ tân hướng dẫn lên các tầng tiếp theo. Và với sơ đồ như thế này sẽ đảm bảo được sự tách biệt, riêng tư và an ninh giữa căn hộ và Offitel. Và trên sơ đồ này thì các anh chị cũng có thể thấy ở mỗi một tòa tháp đều sẽ có những sảnh đón riêng biệt giữa căn hộ và Offitel. Ở PCT Sky Park không chỉ có sảnh đón căn hộ là đẳng cấp sang trọng, mà sảnh đón của Offitel cũng rất sang trọng và tuyệt vời. Và sảnh đón của Offitel được thiết kế rất là sang trọng và đẳng cấp dành cho những chủ nhân xứng tầm. Chúng ta có thể nhìn thấy được sự tâm huyết của chủ đầu tư khi đã thiết kế nên, đó chính là phòng họp vô cùng đẳng cấp với trang thiết bị chất lượng và đầy đủ để hỗ trợ tất cả nhu cầu của cư dân. Với tiện ích phòng họp của Offitel thì sẽ có rất nhiều diện tích để chúng ta có thể lựa chọn. Phòng họp nhỏ từ 3 tới 5 người, đây sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho các cuộc họp nhỏ, tạo nên một môi trường thân thiện gần gũi giữa mọi người với nhau và sẽ được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó, Offitel còn có phòng họp lớn, sức chứa từ 10 tới 12 người. Không gian vô cùng thoải mái và linh hoạt, giúp mọi người có thể dễ dàng di chuyển và tương tác với nhau hơn. Trang thiết bị tiên tiến như là màn hình lớn, âm thanh hiện đại, máy chiếu chất lượng cao, giúp trình bày và chia sẻ thông tin một cách rõ ràng và ấn tượng hơn. Không chỉ có phòng họp mà phòng ăn của Offitel cũng đã được chủ đầu tư dành nhiều sự tâm huyết với trang thiết bị hiện đại, phong cách thiết kế vô cùng đẳng cấp và đã sẵn sàng phục vụ cho cư dân không chỉ của Offitel mà cư dân của căn hộ Standard. Offitel thì có rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến về tổng thể của tất cả các căn Offitel đều có thiết kế vuông vức khá đẹp, không có điểm chết, được bố trí trên một đường thẳng và giúp dễ dàng bố trí nội thất, tích hợp không gian sống và làm việc trong cùng một căn hộ. Chủ nhân sở hữu Offitel có thể tận hưởng tất cả những tiện ích từ tầng 6 và 21, gồm một phòng họp ở tầng 4 Park 1 và hai phòng ăn ở tầng 5 Park 1 và Park 2. Sảnh lễ tân vô cùng sang trọng, riêng biệt với căn hộ. Tất cả cư dân đều được sử dụng tiện ích chung của Offitel. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua về mặt bằng tầng của Offitel, như là tầng 2, tầng 3, tầng 4 và tầng 5. Và các anh chị lưu ý nhớ chia sẻ kỹ với khách hàng của chúng ta là sẽ có tầng 3 và tầng 4 là không gian dành riêng cho gửi xe máy. Chủ đầu tư của chúng ta không chỉ xây dựng căn hộ mẫu Standard mà còn xây dựng căn hộ mẫu của Offitel. Với không gian kiến trúc hội tụ các yếu tố về thẩm mỹ, hiện đại, thoáng mát, kết nối dễ dàng các không gian với nhau, gần gũi với thiên nhiên,
cửa sổ rộng mở nhìn về cảnh quan thông thoáng, tích hợp các tiện ích đặc quyền trong tòa nhà và đây sẽ là nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo. Với vật liệu bàn giao của Officetel thì sẽ được bàn giao nội thất hoàn thiện cơ bản, lát gạch, sơn tường nội thất, trần thạch cao, lót sàn gỗ, cửa chính trang bị cửa chống cháy, khóa thông minh. Nhà vệ sinh trang bị bồn cầu, lavabo, bộ sen tắm, thanh treo khăn, móc treo giấy vệ sinh, cung cấp hệ thống điều hòa không khí cho phòng ngủ, phòng khách. Bàn giao hệ thống Smart Home, điều khiển giám sát hệ thống qua app điện thoại, hệ thống cảm biến và đo thông số môi trường, camera quan sát phòng khách, điều khiển các thiết bị hồng ngoại. Và đây chính là một số thương hiệu bàn giao tiêu biểu. Với sàn gỗ thì được bàn giao từ thương hiệu An Cường và New Sky. Gạch porcelain sẽ là thương hiệu Villacera, Perpetuo, Tacera. Trần thạch cao đến từ thương hiệu Vĩnh Tường, Knauf và Lê Trần. Bàn giao về sơn sẽ là thương hiệu Shotun, ICI, Nippon Paint. Cửa sẽ là thương hiệu An Cường, Euro Window, American Door, Galaxy Door. Thiết bị vệ sinh là Toto, Rohi, Inusi. Thiết bị điện là thương hiệu Paragon, Philips, Malocca, Habler. Với Smart Home sẽ được bàn giao từ thương hiệu HT Hyundai, Schneider Electric và còn rất nhiều thương hiệu khác cùng phân khúc. Chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm mà các anh chị đang mong chờ nhất và cũng muốn bán nhất, đó chính là sản phẩm Shop House của PCT Sky Park. Tổng quan về Shop House thì đây là một dòng sản phẩm có số lượng giới hạn, chỉ có 22 căn mà thôi. Shop House nằm ở vị trí tòa tháp Park 2 và Park 3. Diện tích tầng 1 53,5 đến 102,41 m², diện tích tầng 2 từ 53,03 đến 120,34 m², tổng diện tích là 107,64 đến 188,54 m². Căn một phòng ngủ 1WC sẽ có 14 căn và chúng ta sẽ có 3 căn 2 phòng ngủ 2WC, 4 căn 2 phòng ngủ 1WC và 1 căn 3 phòng ngủ 2WC. Shop House có những ưu điểm rất là vượt trội. Chiều cao trần cao đến 7m giúp tối ưu không gian, gia chủ có thể dễ dàng decor và sửa chữa theo ý thích của mình. Bên cạnh đó còn có đường hành lang lối đi rộng đến 4m và có nhà vệ sinh chung, rất là tiện lợi. Ưu điểm của Shop House PCT Sky Park thì rất nhiều. Đầu tiên, chúng ta có thể nói về số lượng khan hiếm, chỉ có 22 căn. Với số lượng căn hộ và dân số thì khoảng 3.500 người. Vậy thì nhu cầu mua sắm, ăn uống lớn chắc chắn sẽ là nơi kinh doanh sầm uất và hấp dẫn, tiềm năng sinh lời cao cho khách hàng cũng như nhà đầu tư. Lợi thế đặc biệt ở đây là có 2 tầng riêng biệt đa năng, có thể khai thác vừa mở nhà hàng, văn phòng hoặc là vừa kinh doanh, vừa ở. Các shop house có một vị trí thuận tiện, gần chỗ đậu xe và lối ra vào căn hộ. Như vậy sẽ giúp cho khách hàng dễ dàng di chuyển và tiết kiệm được thời gian. Shop house tầng trệt được trang bị sẵn hệ thống đường nước nên cư dân có thể dễ dàng linh động thiết kế thành phòng vệ sinh hoặc có thể bỏ luôn để tiết kiệm diện tích cho mình. Có một điều đặc biệt ở đây nói về sự tâm huyết của chủ đầu tư, đó chính là đã thiết kế nhà vệ sinh riêng bố trí ở bên ngoài cho khách tham quan và mua sắm. Như vậy thì shop house của chúng ta có thể không cần phải thiết kế nhà vệ sinh mà khách hàng hoặc là nhà đầu tư có thể sử dụng nhà vệ sinh riêng ở bên ngoài. Với chiều cao shop house là 7m có thể thể hiện một số tiện ích và ưu điểm sau. Chiều cao 7m sẽ tạo nên một không gian cực kỳ thoáng đãng và rộng rãi, thuận lợi cho gia chủ có thể thiết kế và bố trí nội thất. Không khí sẽ lưu thông một cách tốt hơn, tạo cảm giác thoáng đãng và tươi mát. Điều này sẽ rất có lợi cho những vị gia chủ muốn kinh doanh về cà phê hay là quán ăn. Thuận tiện cho công việc sửa chữa và bảo trì hệ thống điện thông gió. Và có một điều các anh chị chuyên viên kinh doanh hãy nhớ là shop house của chúng ta sẽ hưởng trọn tất cả những tiện ích cao cấp của dự án PCT Sky Park. Dự án PCT Sky Park có đường vào dự án rộng đến 6m nên điều này sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc kinh doanh của shop house. Bên ngoài cổng ra vào dự án là chợ dân sinh. Với lợi thế đó thì shop house có thể thu hút rất nhiều khách hàng địa phương và cư dân trong khu vực. Điều này sẽ tạo nên sự tăng trưởng doanh thu và khả năng phát triển kinh doanh lâu dài nếu như gia chủ lựa chọn kinh doanh shop house tại PCT Sky Park. Và bây giờ xin được mời các anh chị chuyên viên kinh doanh sẽ tham khảo thêm về layout mặt bằng điển hình của shop house PCT Sky Park. Chúng ta sẽ có 22 mẫu shop house để cho khách hàng có thể lựa chọn. Và chúng tôi tin rằng với những ưu điểm vượt trội như thế thì shop house PCT Sky Park sẽ là sản phẩm được mong chờ nhất trong thời gian sắp tới. Shop house của PCT Sky Park thì vật liệu bàn giao thì chúng tôi sẽ bàn giao thô bên trong và hoàn thiện mặt ngoài. Đây sẽ là ưu điểm rất lớn cho khách hàng vì họ có thể tự thiết kế và decor theo ý muốn của mình.